chào quý vị và các bạn, cuối tuần lại đến, chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình tần số 15. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện sẽ được phát sóng vào tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Đêm hôm nay hứa hẹn sẽ là một đêm mà ST cũng như là Tuyệt Tăng và tần số 15 đưa mọi người đến một không gian âm nhạc đầy cảm xúc. Dạ, và xin được gửi lời chào đến anh ST Sơn Thạch cùng với tất cả quý vị khán giả. Chào đón mọi người, vui quá Tuyệt Tăng lại được gặp mọi người trong tần số 15 rồi. Anh ST, lên bài đầu tiên cho em, lên bài nhạc đầu tiên liền. Thôi được rồi, bởi vì anh thấy là Tuyền đang rất là hối hả để được nghe những ca khúc trong chương trình tần số 15, cho nên anh sẽ không để cho Tuyền cũng như là quý vị đợi lâu. Chúng ta hãy cùng nghe ca khúc đầu tiên của chương trình tần số 15 ngày hôm nay, một ca khúc mang tên Bên Ấy Bên Này do Long Cao sáng tác và sự thể hiện của nam ca sĩ trẻ Huy Hoàng. Xin mời. Giờ như thế hôm qua người về bên ấy, để lại anh đây hôm nay lặng thầm bên này. Đường mòn nào thân quen đã như đổi thay, tìm niềm vui mới hôm nay cùng người bên ấy. Liệu anh có nhớ hôm qua ngọt ngào bên này, và ngày nào đôi tay siết trong vòng tay. Kỷ niệm đầy vơi phía sau, dịu dàng tựa như lúc đầu. Chỉ là ta không còn gần nhau, và nếu có phép màu biết đi tìm nơi đâu. Để bây giờ ngày đầy nỗi nhớ đến giật mình ngu ngơ. Giờ này mình hỡi nơi bên ấy bên này, mà lòng còn cứ ngỡ hay chỉ là trong mơ. Giờ này mình xa xôi, ai đã ở quá khứ, nay chẳng còn thế nữa, chỉ là những giấc mơ xa tầm tay. Giận lòng đừng tiếc nuối, cho mình đành buông lơi như vậy thôi. Bên ấy bên này, cho bao nhiêu yêu thương muộn màng, dần ngủ yên đi về nơi quen. Về một ngày mai mà chẳng đến bao giờ, tìm lại bình yên sâu trong tim như bấy lâu, tìm lại hồn nhiên như khi ta chưa bắt đầu. Biết đến khi nào để bây giờ ngày để nỗi nhớ đêm giật mình ngu ngơ. Giờ này mình hãy nói bên ấy bên này, mà lòng còn cứ ngỡ chỉ là trong mơ. Giờ này mình xa xôi, ai đáp ai bồi. Tìm gì ở quá khứ, nay chẳng còn thế nữa, chỉ là những giấc mơ xa tầm tay. Sợ lòng đừng tiếc nuối, cho mình đành buông lơi như vậy thôi. Cảm ơn Huy Hoàng đã đem đến một ca khúc hết sức dễ thương, Bên Ấy Bên Này. Cũng nhờ ca khúc đầu tiên mà anh ST Sơn Thạch giới thiệu đến em và quý vị khán giả, chúng ta đã có những cái giây phút thật là dễ chịu để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay. Ý, nhưng mà em nghe cái tựa đề bài hát nha, Bên Đúng Ấy rồi. Bên Này, tự nhiên các em nhớ lại cái thời mà thời của anh em mình là hay có cái khái niệm là cái gì? Tình yêu gà bông á, thì lúc đó kiểu như là nói chuyện với nhau không bao giờ mà nó tròn được một câu hết nha, mà cũng không bao giờ mà có chủ ngữ vị ngữ rõ ràng, toàn lại kiểu này nàng đó đi học đâu, nàng ấy học bài chưa, bên này nay ngủ sớm nha. Đó, kiểu kiểu sẽ thường là không có phải là anh hay là em giống như là yêu đương của người trưởng thành, mà là sẽ kiểu đằng đó đằng này bên kia bên này vậy đó. Sau này có một vài người bạn của anh cũng nói chuyện là ấy ơi,
mình ấy với mình á, anh có một vài nghệ sĩ là xưng hô cũng nghĩa là không hề có tình cảm gì hết, cũng nghĩa là chỉ là bạn bè thôi, nhưng mà hay xưng hô với mọi người là ấy ơi hay là mình ơi rồi này kia á, mà anh sẽ bật mí với em luôn, đó là nữ ca sĩ Hoàng Thị Linh. Vậy hả? Hoàng Thị Linh là rất hay gọi các bạn là ấy ơi, xong rồi mình với ấy, đó cũng là một cái mà cái cách mà rất là dễ thương và em thấy rất là khác biệt ở Linh. Nếu mà nói về những cái tình yêu học đường á thì Tuyền có thể chia sẻ một tí xíu những cái kỷ niệm của em không? Em chia sẻ thì lát nữa anh ST cũng phải chia sẻ nha, một đổi một. Ok, một đổi một là mua một tặng một à. Thì nói chung là cũng sẽ có những cái câu chuyện là tình yêu gà bông. Nhưng mà tình yêu gà bông của em tới hơi muộn nha mọi người. Nó hơi bất ngờ là tới những năm tháng đại học thì em mới được nếm mùi vị của thích thích. Là cái gì? Tức đó mà vẫn còn gà bông hả em? Thì tại vì em chắc là em lớn trễ hay sao mà nguyên cái quãng đường mà cấp 2, cấp 3 không ai để ý em hết trơn anh ơi. Em chủ yếu là biết đến khái niệm gà bông qua những câu chuyện bạn kể và đọc báo Hoa Học Trò Bực Tím và chấm hết đó. Cho đến khi lên đại học năm nhất thì em mới có được trải nghiệm lần đầu tiên trong cuộc đời đó. Thì đó là cái thời điểm học quân sự đấy, thì em với bạn đó là học chung khoa ngữ văn Anh nhưng mà khác lớp với nhau. Thì khác lớp với nhau làm sao mà gặp nhau được, chỉ có những dịp học quân sự thì mới gặp nhau thôi. Thì lúc đó là đã tia nhau từ trước rồi, thích thích nhau rồi, mà nói chuyện là giống y như là những gì anh em mình kể với nhau, là không bao giờ mà nói được trọn vẹn một câu hết. Đi ngang cái ăn gì chưa, đi ngang cái nữa này ấy tới sớm ha, đó là cứ nó cứ lửng lửng cục cục vậy đó. Thì đến một hôm là trong cái buổi học quân sự đó, thường là học ngoài trời nhá, thì hôm đó trời mưa. Thì bạn đó biết em hồi xưa là thích ăn đá, thích mua cái ly đá xong rồi cắn rột 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 gì đó. Thì hôm đó là trời mưa, cái cả đám ngồi xếp lớp ở ngoài hành lang như vậy. Thì bạn mới cầm hai ly, một ly cho bạn, một ly cho em, đưa trước mặt em. Nè, ăn đi. Đó, xong cái em lấy mà. Ngay tại thời điểm đó là nguyên một lớp dòm tụi em quá trời dòm. À không, hai ba lớp lận, tại vì là nhiều lớp học chung mà quá trời dòm luôn. Xong cái cảm thấy sợ quá, thôi thôi thôi, không được không được, ngại quá. Bây giờ phải kiếm một cái chỗ nào đó thôi chứ không thể nào mà ngồi đây hoài được. Thế là bạn đó quyết định là lấy một cây dù, mà tới bây giờ em vẫn còn nhớ cây dù nó màu tím nha mọi người. Bạn bung cây dù ra, xong cái em với bạn mới đi hết một vòng cái sân của cái trường học quân sự đó để nói chuyện với nhau. Nhưng mà mắc cười lắm mọi người, đi hết một vòng như vậy nói chuyện với nhau chắc chưa tới 5 câu à. Cứ 2-30 bước mới đủ sức can đảm mà nói được một câu hỏi thăm nhau. Đó, cái câu chuyện nó là như vậy. Một trong những cái tới tận bây giờ mà em vẫn xem nó là một cái thước phim rất là dễ thương trong chuyện tình gà bông của mình. Nhưng mà anh chỉ thắc mắc là tại sao bạn ấy lại sử dụng cái dù màu tím ta? Mặt thường nó là những cái gì nó màu tím nó sẽ... Thôi, bỏ qua đi. Nếu mà mình đào sâu hơn nữa, mình đào sâu hơn nữa thì là nhiều khi là mình sẽ thấy nó lòi ra tầm lực tình la thì hơi kỳ. Không bao giờ kể mà. Câu chuyện của anh là như thế này. Thật ra là anh có 2-3 cái câu chuyện muốn kể là... Thôi thì anh sẽ kể một cái câu chuyện là... Nếu mà nói về tình yêu cà bông á, là... Anh lúc mà anh học cấp 2, thật ra là anh có một cái tình yêu mà năm cấp 1. Lúc đó cấp 1 thì nó hơi bị nhỏ quá, thì chắc chắn là nó cũng không hẳn là tình yêu, nó chỉ là một cái sự cảm mến nào đó với bạn bè thôi. Nên anh sẽ chọn một cái mối tình ở thời gian cấp 2. Lúc đó là anh khoảng lớp 7, lớp 8 á. Thì lúc đó anh đã tham gia nghệ thuật rồi và anh học những trường nghệ thuật. Anh rất thích một cái cô gái kia, một cái bạn nữ kia. Và cái bạn nữ đó mặc dù là nhà bạn hơi xa nhà mình tí xíu, nhưng mà bởi vì mình thích quá, nó sẽ tạo cho mình một cái động lực là mình phải làm sao một cái cớ để mà mình đi gặp người ta. Bởi vì anh nghỉ học rất là nhiều, và một bài tiết học mà, cho nên là anh sẽ bị mất những cái bài tập á. Thì anh phải lấy cái cớ là anh qua nhà bạn, anh mượn cuốn tập của bạn để mà chép bài. Sau đó là anh mượn cuốn tập của bạn về nhà. Trời ơi, bạn là viết bởi sạch chữ đẹp rất là tuyệt vời luôn, và kiểu mình cứ ngồi đó mình mân mê những cuốn tập của bạn. Sau đó là mình lại đi bộ từ nhà mình đi qua nhà bạn rất là xa để mà đưa tận tay cho bạn lại cuốn tập của bạn. Nói chung là đó là cái khoảng thời gian mà anh cảm thấy là trời, sao bây giờ mình có thấy là mình rất là siêng năng, và mình cũng là một cái người mà nếu mà mình có tình cảm với ai đó mình cũng đeo đuổi người ta dữ lắm. Nếu mà nói nó đi thì nó lại thôi. Thật ra là thời đó là thời còn nhỏ, cho nên là
nói thích thì có thể là đúng, nhưng mà nếu mà nói yêu thì cũng chưa chắc là lúc đó là mình biết cái tình yêu là gì. Thậm chí ngay cả bây giờ mà ST bây giờ nói là nếu mà nói là anh hay là Tuyền Tăng đi, ST hay là Tuyền Tăng mà định nghĩa tình yêu là gì, dù cho là mình có định nghĩa được tình yêu được thì anh nghĩ là cái định nghĩa này với mỗi người nó sẽ khác nhau. Đúng, rất chính xác, cái này là công nhận luôn. Đến tận bây giờ thì đúng là em công nhận một điều, tình yêu ở mỗi một người sẽ có những trải nghiệm riêng biệt, cho nên là họ cũng sẽ có những cái cách định nghĩa rất là khác nhau về cái câu hỏi tình yêu là gì. Thì bây giờ Tuyền Tăng xin mời anh ST Sơn Thành cùng với tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng cảm nhận một cách định nghĩa tình yêu là gì rất khác qua ca khúc được trình bày bởi nam ca sĩ Hồ Việt Trung, ca khúc được mang tên Tình Ái Là Chi. Xin mời mọi người cùng thưởng thức nhé. Cũng sẽ muôn màng.
Cảm ơn anh Hồ Việt Trung đã đem đến một ca khúc Tình Ái Là Chi trong chương trình Tình Số 15, cùng với một định nghĩa tình yêu và góc nhìn rất là khác biệt. Tự nhiên bây giờ anh mới ngẫm nghĩ lại là cái thời buổi bây giờ, cái thời buổi mà các bạn Gen Z bây giờ đó, là các bạn không còn ngại ngùng mắc cỡ nữa, thích ai là thể hiện ra liền luôn, có nghĩa là nhắn tin thả thính nhau liền ở trên mạng, chứ không phải là kiểu mà ngại ngùng chứ như mình hồi xưa. Bây giờ các bạn có nói là một khung trời sáng tạo luôn anh ơi, câu nào câu nấy cũng trở thành xu hướng, cũng như là được lấy ra để làm các câu tỏ tình của các cặp đôi luôn á. Cho nên là bây giờ gần đây là anh cũng phải học lỏm các bạn đó, chứ không thôi là mình sẽ bị thua thiệt các người em của mình đó. Ghê ghê, chưa gì mà cũng đã thêm hành trang thả thính cho mình rồi đó hả? Đâu đâu, nói nghe mấy câu thử coi coi. Nhưng mà nói nghe nè, bây giờ mình nói thì nó thường quá. Anh thử tưởng tượng trước màn hình của anh, tất cả các khán giả đang nhìn anh đó, là một người anh đang chuẩn bị tỏ tình, thì anh sẽ thể hiện hết tất cả cảm xúc của mình luôn, chứ không phải là đọc trơ trơ ra nha. Trên trời có hàng ngàn vì sao, nhưng có một vì sao rất đặc biệt. Em biết đó là gì không? Không biết. Sao em không yêu anh? Sao em không yêu anh? Đó, ok chưa? Còn không? Nha. Trong cái gia tài của anh còn không? Một câu thứ hai nha. Ok. Vui quá. Mỗi lần gặp em là anh phải đeo kính râm. Vì nụ cười của em như ánh mặt trời rực rỡ vậy đó. Không, này là nụ cười này là bị hả? Bị có vấn đề. Bị thần kinh một chút nha. Thì nha. Tôi bỏ bà là gì? Em không biết tại sao mà em nhìn anh Nesta mất cười quá. Anh đang thả tính nó tiền. Em tỉnh táo lại đi tiền. Quên. Em phải đón nhận nó chứ đúng không? Em phải đón nhận một cách duyên dáng nhất. Rồi lại nha. Ok. Tuyền ơi, anh cũng sắp... anh sắp chìm rồi. Sao vậy? Anh sắp chìm vào đôi mắt ngọt ngào của em rồi. Tự nhiên em có một câu, cho em thử thả thính đi. Rồi, thả thính đi. Em muốn quẳng bịch muối này đi, bởi vì em sợ hai ta sẽ chấm hết. Hiểu? À, rồi. hiểu. Cũng hay. Em cũng mới tranh thủ là trên mạng mình thấy câu nào hay thì sẽ lưu lại gửi trong điện thoại của mình. Đó, để sau này có khi lại cần cái mới lốn đó để mình làm ăn. Anh còn một cái câu nữa rất là hay, bây giờ anh sẽ chia sẻ với em luôn, cũng như là quý vị khán giả luôn. Anh sẽ thả thính thêm một câu nữa nha. Trời ơi, này lời quá vậy. Tập trung nè. Để em chuẩn bị tinh thần. Em vô dai cái. Mỗi lần gặp em là anh thấy yêu động vật hơn, vì em làm cho anh cảm thấy thích thú. Wow. Trời ơi, Esther. Nói chưa là phải công nhận một điều nha, những cái câu thả thính mà anh mới chọn lọc hồi nãy á, nó thật sự rất là thông minh á, thể hiện được cái sự thông minh trong cái việc chơi chữ rồi sáng tạo đồ, nhưng mà không biết sao do anh ST nó mắc cười. Nhưng mà em có thấy cái câu cuối cùng của anh hay không? Em biết cái câu này anh lấy từ đâu không? Anh cũng là giống như em thôi, anh cũng học hỏi thôi từ các bạn thôi. Thì đây là một cái câu mà nằm trong bài rap của Oset. Tên là Yêu Sắc Yếu. Thôi thì bây giờ anh sẽ trả cái câu từ này, cái câu thả thính này lại cho chính chủ của mình với ca khúc rap Yêu Sắc Yếu do Oset trình bày. Xin mời. Xin chào tất cả các bạn, chào các khán giả của Tần Số 15. Mình là Osat và cũng khá là lâu rồi thì Osat mới có dịp để có thể gặp mặt và giao lưu gặp gỡ với các bạn trên sóng truyền hình như vậy. Tại vì khoảng thời gian qua thì Osat chỉ có ở nhà và làm nhạc thôi, cũng không thể đi đâu được. Hôm nay thì nhân trên sóng của Tần Số 15 thì Osat sẽ gửi tặng mọi người một bài hát, coi như là một món quà để có thể cổ vũ mọi người. Yeah.
vì em là nắng, anh là mưa, chẳng ai đi gần em mà mưa, chẳng thể biết được em là ta, chẳng thể đi lại em là mưa, vì em là nắng, anh là mưa, chẳng ai đi gần em mà mưa, chẳng thể biết được em là ta, chỉ để đi lại em là mưa, vì cầu em từ giây phút mình mới vừa chào nhau, không phải biết thương nên anh sẽ không bỏ một lửa nào đâu anh như chiếc chìm, bởi vì quên em không đổ như lời tình cảm chỉ cho chính mình, yeah, thương không đổ. Anh là con nhà lính nhưng lại tính bao nhà em. Còn anh là thanh thảo thì em cứ dính vào mà xem. Yêu em xin buồn mùa, xem tặng cho em tin từ. Chẳng thể nào để xa em, chẳng là do có tư tình. Melody chuyên qua ngân nga bên tai, và mê cho anh tăng vô liêu điện thoại. Yeah yeah yeah, đưa em đi vì cô bay trên con flow. Cho anh lớn từ mơ guitar hôn nhau. Tốt tính vì anh học toán ở trường NTT. Em đón tâm trí anh luôn mở nhưng là mơ em mê. Yêu động vật hơn vì em làm anh thích thú. Em là hot trendy anh ạ. Vì em là nắng, anh là mưa. Chẳng phải đi bên em mà mưa. Chẳng thể biết được em người ta. Chỉ để đi lại em vào giữa. Vì em là nắng, anh là mưa. Chẳng phải đi bên em mà mưa. Chẳng thể biết được em người ta. Chỉ để đi lại em vào giữa. Vì đồ em từ giây phút mình mấy vừa trao nhau. Không phải biết tương nên anh sẽ không có phụ đứa nào. Đâu anh như chết chìm. Bởi vì quên em không nổi. Như lời tình cảm chứng cho chính mình. Nhớ thương không nổi. Như người Sài Gòn khi gặp mặt nhạc anh bắt tai. Em làm bài thì tiếp theo mà anh buồn bắt vai. Nhìn vào mắt em, anh biết rằng thời cơ đã chín. Mùa xanh như vĩnh cửu bởi vì em có đôi mắt nice. Yeah, anh chưa hiểu rằng vẫn yêu xung quanh. Em có đoàn máu lửa trong anh. Khi em có thể qua anh, chẳng trong đây đã bỏ qua tôi những điều mong manh. Để em có thể run again. Thì sao em là chỗ lắp bắp. Không đứng gần em, đừng lắp bắp. Yêu em như là vàng, nên tự xưng về em không bạc. Nó đưa lớn sang nhà nàng, không biết gì phải mang phong bạc. Yêu động vật hơn vì em là mày thích thú. Em là hot train. Yeah yeah yeah. Với ca khúc Yêu Sắc Yếu đã mang lại không khí sôi động cho tần số 15 của chúng ta ngày hôm nay. Và bây giờ thì hãy cùng quay trở lại với không gian của những bản ballad quen thuộc tại tần số 15 qua một phần trình diễn đến từ Trương Trần Anh Duy. Ca khúc được mang tên Người Trong Bóng Tối, một sáng tác của Huỳnh Quốc Huy. Và xin mời tất cả quý vị sẽ cùng thưởng thức với Tuyền Tăng và ST Sơn Thạch nhé. Lời nói đầu tiên cho phép Trương Trần Anh Duy xin gửi lời chào đến tất cả các quý khán giả đang xem chương trình tần số 15 và xin chúc cho quý vị khán giả luôn có thật là nhiều sức khỏe nè và sẽ có một buổi xem chương trình thật là nhiều điều thư giãn và thật nhiều niềm vui. Khi đông người cũng là môi kề môi.
cho tôi quên đi đêm đau xa rời. Bao nhiêu năm tôi chôn vùi mình trong bóng đêm tình em như thế chưa đúng sao. Tôi muốn bước ra ánh sáng thôi như ngỡ mơ màng tìm được một tình yêu xa xa. Tôi xin em cho tôi một lần để nắm. Duy xin gửi lời chúc đến tất cả các quý khán giả của chương trình tần số 15. Chúc cho quý vị luôn có thật là nhiều sức khỏe nè, thật là nhiều hạnh phúc trong cuộc sống và công việc luôn càng ngày càng thăng tiến và nhiều thành công. Và hãy cùng nhau hẹn một cuộc hẹn ở một cái số tiếp theo của chương trình tần số 15 nhé. Station Thành đã quay trở lại cùng với tần số 15 sau vài phút giải lao. Và bây giờ đây thì hãy cùng thay đổi một chút xíu không khí của chương trình bằng phần chơi game. Hình như cứ mỗi lần đánh game là Tuyền đang rất là háo hức. Cho nên bây giờ mình chơi game đi anh. Vậy thì hôm nay mình sẽ chơi một cái game gì đây Tuyền? Từ từ để suy nghĩ coi. Chúng ta sẽ tận dụng những thứ có sẵn trong nhà của mình. À, bây giờ vậy đi, em với anh á sẽ cùng nhau đi tìm mỗi người một quyển sách bất kỳ, đúng không? Rồi tiếp theo sau đó là mình cũng sẽ lần lượt thay phiên nhau mở ra một cái trang bất kỳ. Mình sẽ lấy cái từ đầu tiên mà mình thấy trong mỗi một lần lật dở trang sách và mình sẽ hát một cái đoạn hát có chứa từ đó, được không? Đó, okay. Và cứ mỗi một lần như thế hoàn thành nhiệm vụ thì mình được một điểm. Đấy. Bây giờ ai sẽ chơi trước đây? Kệ sách của anh đang nằm ở đây rồi. Anh sẽ lấy cuốn đây, hàng dê. Cuốn này sẽ rất là phù hợp. Nhạc của trình là gì? Trong tôi. Còn của em là một tuyển tập thơ của nhà thơ Nguyễn Thiên Ngân. Đây, mình phải sống như mùa hè năm ấy. Ok, và bây giờ sẽ là phần thi của ai ạ? Anh ST trước đi. Ok, anh trước cho. 3, 2, 1, trò chơi bắt đầu. Mở. Đây. Mở cho mọi người. Mở. Ok, anh có liền. Mở tung cửa sổ, mở tung cửa sổ, đón ánh mặt trời. Biết ngay mà. Và một ngày mới đã ghé thăm tôi. Thật ra anh có bài hát luôn á. Mở cửa ra cho nắng sớm bao nhà. Em hát và cùng em chơi múa vòng chơi. Rồi, đó, okay. Bây giờ tới anh nha. Ok. Trời ơi, từ gì nữa đây? Từ yêu. Yêu, yêu, yêu dễ à. Yêu làm chi, lệ hoang bờ bi. Cất bước ra đi, trong lòng không lưu luyến gì. Yeah. Rồi. Sao lúc nào cũng mở ra trang này vậy ta? Trang này nó bị đây. Nó bị gặp này.
tới rồi, em nha. Từ gì? Chữ đây, đây, đây. Gặp quang nhau à? Đây rồi chia tay. Đường dài sông núi vượt qua trong phút giây. Niềm hăng say còn chưa phai. Đó. Thấy bắt đầu vui rồi đó. Thì cùng chia đón từ khoa tiếp theo. Từ gì đây? Khán giả sẽ được thấy trước anh. Anh chưa thấy. Ủa nó là từ người. Từ người hả? Người. 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 Người ta cứ nói đừng quá yêu. Hay quá. Người ta cứ nói đừng quá tin. Trời, tiếp theo. Trời nha. Em cũng chưa thấy. Chữ gì vậy? Từ đang à? Đang. Đang hả? Đang. Ừ. Đan. Đan. Đan hay là đan? Đan, đan, đan á. Đan. Đan diễn ra. Đan. Từ đan khó nha. Từ đan không có trong không có trong bài từ hát, không hả? Có trong lời bài hát nhiều nha. Anh đan. Ai ơi, em có. Ôi, em có. Em có rồi nha. 4 3 2 một. Hết giờ. Rồi. Ôi trời ơi, thời tới rồi, thời tới rồi. Ủa, hát sao quên rồi thôi. Anh đang ở đâu trời anh. Đó, cái bài đó đó anh, cái bài đó đó có chữ đang đúng không? Nhưng mà em phải hát được, em hát được mà anh phải công nhận. Em vẫn được điểm nha. Anh bị mất một điểm đúng không? Anh được 2 điểm. Trong 3 câu thì anh được 2 điểm, bây giờ tới em. Ờ. Đây. Tới em nha. Từ này. Đâu? Từ quần. Đây 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 đây. 10. Không, 9. Không quần jeans, giày cao gót. Em chọn riêng mình em. Áo dài. Hay vậy ta. Jean trắng. Rồi. 32, 32. Tiếp tiền. Ok ok. Bây giờ là tỷ số đang là 32 đúng không? Để xem sau 5 câu thì tỷ số sẽ như thế nào nha. Đây, vĩ đại luôn á, chưa kịp nhìn luôn á. Đâu, từ gì? Ngày, trời dễ. Cái gì? Ngày. Ngày qua ngày gió thét gào vì anh hững hờ. Dù biết con sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ. Đó. Rồi, tới tiền nha. Ba đều. Ok. Từ này. Từ bào. What? Từ bào. Ủa cuốn sách của anh là sao? Từ bào hả? Anh có nha. Không? 10 9 Từ lời bài hát mà có từ bào hả? 7 6 5 4 3 2 1 Hết giờ. Không chịu đâu, không có bài hát có từ bào, không có đâu. Tại em nghĩ là bài đá bào đó, nhưng mà thật ra là bài khác. Bào trong đọc bào đó em. Dậy mà đi, rồi. Dậy mà đi, dậy mà đi hai đồng bào ơi. Đúng không? Ok. Rồi, quê. Bây giờ là chuẩn bị với phút quyết định rồi nha. Ừ. Unblessable. Dừng. Chữ gì đây? Gì đây? Cái này không biết nha. Chữ nhất. Nhất hả? Nhất. 10. Nhất. 9. Anh có. 8. 7. 6. Đây anh hát cho nghe nè. 5. Nhất quỷ nhì ma. Nhất quỷ nhì ma. Thứ ba học ê, trò. Cái bài đó hát sao không ta? Tính. Nhất quỷ nhì ma thứ ba học đó có một cái đoạn rap gì mà. Đúng, nhưng mà cái của em là nhất nhất trong đau lưng mỏi gói nhất mỏi. Ba đời đó, tôi chỉ nhất mỏi đấy à. Đúng không? Nhất của em là nhất đó, nhất mỏi đó chứ không phải là nhất, đứng nhất nha. À nhất. Đấy. Nhất nhói hả? Đúng. Trời ơi, đúng. Có từ nhất trời.
Em đã có giải thích ngay từ đầu, nhức này là nhức mỏi, nhưng mà tại NST anh nghe không mới rõ em nên nghe, tưởng là nhức em phải hiểu là chương trình của chúng ta là hai người MC được ghi hình qua online với nền tảng online ấy, cho nên là nhiều khi mạng nó cũng chập chờn và nhiều khi cái tai nghe nó cũng hả chữ được chữ mất. Em cũng hiểu mà, em đang đeo một cái tai nghe mà chỉ có một bên thôi thì em cũng phải hiểu là anh cũng vậy, anh cũng đeo tai nghe có một bên thôi cho nên anh không thể nào mà nghe rõ được cái cụm từ cái keyword của em được. Cho nên là thôi thì Tuyền Tăng là một cô gái rất là xinh đẹp và bao dung thì chắc là em sẽ bỏ qua cho anh cái này đúng không? Đúng không? Thưa quý vị và các bạn, trong tầng số 15 nếu như mà chúng ta có một nam MC lương lẹo nhất chương trình thì cũng có một nữ MC bao dung nhất chương trình, và đó chính là tôi, Tuyền Tăng. Anh nên trân quý người bạn dẫn này của anh. Bây giờ em còn một lượt nhưng cuối mà thôi. Đúng không? Rồi thì em mới còn một lượt mà. Rồi, từ của rồi. Anh là ok. Từ này mọi người. Tế. Tế. Tế chứ tế, tế đó. 10. Tế có chữ tế. 9. Tế bào. 8. Yêu anh đến từng 7. Tế bào. Từ từ. Ê, từ. Em biết được tới đó rồi để em hát. Đúng. Đó, bài hát đó. 2. Yêu anh đến từng tế 1. Bào đó. Trời ơi. Nhưng mà em còn không hát ra được nữa mà. Có nghĩa là em đã tìm ra được mà cái chữ rồi. Anh biết bài đó không? Anh biết, vậy cứ chỉ cần mình anh. Yêu tình tế bào. Em phải hát được đúng một cái giai điệu đó. Còn nếu mà em không hát được đúng giai điệu thì làm sao mà anh chấp nhận được đây? Cũng như là cái cụm từ mình nói ra thì nó rất là mông lung. Đó. Rồi, thì thôi, thua. Coi như về nhà nghe nhạc tiếp. Cảm ơn Tiền Tăng rất nhiều. Chúng ta hãy cùng nghĩa lao cho ít phút. Không kịp nói gì luôn dạ. Trở lại với bầu không khí âm nhạc, SC xin mời mọi người đến một ca khúc đang rất hot trend trên các nền tảng âm nhạc cũng như là trên mạng xã hội. Ca khúc do Nguyễn Tùng sáng tác qua sự thể hiện của một bạn nam ca sĩ trẻ Hoàng Bách, ca khúc mang tên Tháng Năm. Trong mắt anh
đau thương nên lại càng thêm xót xa. Có khi nào ở nơi đâu đó nhìn về quá khứ của hai ta em có yêu sao được khi bước chân em xa. Tháng năm trôi qua nhanh quá, giấc mơ kia như đang dần tan vỡ. Còn mình anh mang những nỗi nhớ, một mình anh lạc trong giữa đêm chờ bờ. Biết em đang nơi xa lắm, vẫn mong em bao đêm trắng. Never wanna let you go, never. Một sáng tác rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Tùng. Và anh Nesty ơi, không biết là anh Nesty với lại quý vị khán giả có để ý không, là dạo gần đây nhờ một số những nền tảng mới thì rất là nhiều những bài hát vốn đã từng là những ca khúc hit trước đó bỗng nhiên là trở lại hot hơn bao giờ hết ở những phiên bản mới. Và thậm chí nha, cũng có những ca khúc mà ở cái thời điểm ra mắt chưa phải là một cú bùng nổ, nhưng mà nhờ cái sự sáng tạo của những người trẻ cộng với các nền tảng mới mà ca khúc ấy lại có một làn gió mới, một cái sức ảnh hưởng mới mà thậm chí còn vượt ra xa hơn cả biên giới của nước Việt Nam mình nữa luôn. Một bài hát được phổ biến và biết tới nhiều, ngoài việc nó có giai điệu da diết bắt tai thì cái lời bài hát cũng là một cái điều rất là quan trọng. Và đặc biệt là nó sẽ có những cái câu mà gọi là câu kia, những cái câu mà sẽ tạo nên cái trend á, những câu tạo nên hot trend cũng là những cái điều mà những nghệ sĩ cũng như là những nhạc sĩ quan tâm tới. Chẳng hạn như là em chắc chắn là anh nói ra những cái câu này em đều cảm thấy rất là quen thuộc, như là cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại, vừa bằng một cô gái, vừa bằng một cô gái trong bài phía sau cô gái nè ha. Hay là không phải dân vừa đâu đó, kiểu đúng rồi đó, trong cuộc sân cộng MTV nè. Hay là những ca khúc mà của Bích Phương như là lúc đi hết mình lúc bê hết hồn á. Lúc đi hết mình lúc bê hết buồn. Ôi mà sẵn mình đang nhắc về chị Bích Phương thì em chợt nhớ vào năm ngoái chị Bích Phương có một album cũng được rất là nhiều người yêu thích, Tâm Trạng Tan Hơi Chậm, trong đó là có rất nhiều những ca khúc mà cũng có những cái câu đình đám luôn á. Ừ, như là đúng rồi, em trao anh con tim sao anh trao cho em, trao cho em một cú lừa đó. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một cú lừa sáng tác của Tiên Cookie với một phiên bản hoàn toàn khác do một bạn ca sĩ tên là Trang My trình bày. Bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe thử xem cái phiên bản này khác và như thế nào nhé. Xin mời. Giữa chúng ta em trao anh con tim.
trao cho em. Sẽ về một nhà, người ta cứ khen anh đã tình đến thế, mà sao lúc yêu em si tình. Một người phải vờ như ngây thơ, một người nói dối quá tồi, tình yêu với em như ngồi đèn thiêng liêng, và giờ em chẳng chẳng muốn cầu nguyện. Thổi một làn gió mới đến cho ca khúc Một Cú Lừa cho tần số 15 ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn luôn theo dõi, yêu thương và cùng chúng tôi đắm chìm trong những không gian âm nhạc trong chương trình tần số 15. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện sẽ được phát sóng vào thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị nghe nhạc thật vui nhé. Xin chào và hẹn gặp lại, mời quý vị cùng nghe nhạc nhé.